trước khi chườm đá thì chị đau cái chân này, chị đi không được, đứng không được mà đi tiểu rất là khó khăn, ngồi chụp hộ không được. Thế thì mới nhà công việc đó mà thấy tôi mua đặt bằng đá về chườm, thì nghĩ là chườm gan thôi chứ đã giải quyết cái gan trước thì có là cái nó cải thiện được. Thế là chườm được 10 ngày vậy là cái chân đi ngồi lên vững, đỡ đau xong mới về đây thế này. Cái xe trên mạng thì bảo là để mình học các cái bên, nhưng mà sợ mình bấm thì không đúng rồi nó lại tai họa, thế nó bảo lại về đây thôi. Thế nên là về đây để học này, trường tận hơn. Thì là đúng là cái suy nghĩ của mình là phải giải quyết vấn đề mấu chốt nhất là cái gan thì quan trọng nhất để mới cải thiện được mọi cái. Thế nên là hôm nay là đúng rồi, mở mắt ra rồi. Chị ở đâu ạ? Chị ở Đà Lạt. Chị ở Đà Lạt lên à? Vâng. À thế à? Mà bữa nay thấy cái chân như vậy thấy có vui không? Thì vui chứ. Tưởng đó là què đến nên đang buồn. Buồn nghĩ là cuộc đời mình chắc là chấm dứt từ đây khi mình không đi được. Nhưng mà khi được đi như vậy, đi đứng được thoải mái, cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc quá ha. Bây giờ vận động được là tuyệt vời. Đi được là cái chân của mình không phải mượn, không phải nghĩ ngợi. Đó cho nên là mừng lắm. Nói chung là mừng lắm, không có dùng từ để nói được. Rất là mừng, rất là vui. Cái gì mà còn không được. Mà mình chỉ chữa bằng cái phương pháp đơn giản mà lại kết quả. Chưa nói đó là nghe nói chuyện đấy. Mình nghe mình đã thấy nổi cái ốc. Ý là bây giờ mình làm như vậy là mình làm lại từ đầu, có nghĩa là sắc đẹp luôn. Tại vì cái gan nó cải thiện thì da mình nó đẹp. Mình cũng hy vọng vậy. Thì tóc mình khả năng là nó sẽ bớt bạc. Tại vì nó nuôi tới cả các tế bào, từng tế bào máu thì nó phải đến tóc, chân cơ, kẽ tóc. Cứ theo mình nghĩ đơn giản như thế. Mình cứ nói đến chăm sóc sức khỏe là mình thích, đúng không? Có vậy là như thế nó giải quyết được hết mọi sự. Chắc mừng lắm chứ. Thì không phải tốn tiền. Nhưng mà không phải tốn tiền, mà không phải phiền ai. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.